Từ một thị trường bất động sản sôi động của khu vực phía Nam, đến nay Bình Dương tiếp tục được trợ lực từ các yếu tố quy hoạch, hạ tầng. Người dân mong chờ những đổi thay hơn nữa của Bình Dương sau thông tin quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định số 790/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quyết định này, Bình Dương sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của khu vực Đông Nam Á. Tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng Bình Dương trở thành trung tâm đô thị, công nghiệp, dịch vụ hiện đại mang tầm khu vực và quốc tế, là một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là công nghiệp, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc, sức cạnh tranh cao. Tổng lực đầu tư hạ tầng giao thông và phát triển kinh tế xã hội hướng đến mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương năm 2030, kỳ vọng giúp Bình Dương phát triển mạnh, người dân được hưởng lợi. Để đạt được các mục tiêu trên, quy hoạch đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm với Bình Dương, bao gồm liên kết hợp tác phát triển vùng, đổi mới hệ sinh thái phát triển xã hội, nguồn nhân lực, phát triển Bình Dương xanh, phát triển các không gian động lực. Theo đó, Bình Dương sẽ tập trung phối hợp với các chương trình phát triển quốc gia của vùng Đông Nam Bộ và các địa phương lân cận, thực hiện mở rộng các kết nối về giao thông, đặc biệt là các kết nối tới cảng biển như Cái Mép Thị Vải, Cần Giờ, cảng hàng không quốc tế như Tân Sơn Nhất, Long Thành, cửa khẩu quốc tế như Mộc Bài, Tây Ninh, Hoa Lư, Bình Phước. Ngoài ra, Bình Dương sẽ phân vùng phát triển toàn tỉnh thành các khu vực không gian động lực, trong đó thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Bến Cát sẽ thực hiện tái thiết, cải tạo đô thị, phát triển công nghiệp tiên tiến, dịch vụ cộng đồng, phân vùng đô thị hiện hữu, phát triển mạng lưới giao thông công cộng vùng, tỉnh và đô thị. Như vậy, với mục tiêu đặt ra để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, Bình Dương sẽ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ và xây dựng các khu đô thị mới. Tỉnh phải đáp ứng tốt các hoạt động tiện ích và dịch vụ cộng đồng như trường học, khu vui chơi giải trí, bệnh viện, công viên, từ đó thu hút vốn đầu tư từ các ông lớn trong lĩnh vực bất động sản, tạo ra lực đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng cơ hội công ăn việc làm cho người dân. Bạn thấy quy hoạch trên như thế nào? Hãy để lại ý kiến bên dưới video để mọi người cùng biết nhé. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. Từ trước đến nay, thông tin quy hoạch hay hạ tầng xuất hiện đều tác động đến bức tranh thị trường khu vực. Thực tế, vào năm 2023, khi thành phố Dĩ An của Bình Dương lên đô thị loại 2 và phấn đấu thành đô thị loại 1 vào năm 2025, thì bất động sản nơi đây đã rục rịch theo. Nhiều năm qua, không thể phủ nhận, nhờ động lực về quy hoạch, hạ tầng và định hướng chung của tỉnh, Bình Dương đã thu hút các chuyên gia, kỹ sư, người lao động và nhân viên văn phòng đến làm việc và sinh sống đông đúc, từ đó kích thích nguồn cầu nhà ở gia tăng. 3 năm trở lại đây, thị trường bất động sản Bình Dương cùng với thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ nhịp tăng trưởng đều đặn, thuộc top đầu trong các khu vực phía Nam. Thông tin quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 được dự báo tiếp tục tác động đến bức tranh bất động sản Bình Dương. Nhiều người kỳ vọng giá trị cũng như mức độ biến động giá bất động sản Bình Dương sẽ gia tăng mạnh trong tương lai. Điều này diễn ra giống như thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh khi có quyết định lên thành phố vào năm 2021. Ngay lập tức, mặt bằng giá bất động sản thay đổi. Vào năm 2017, giá nhiều dự án căn hộ tại thành phố Thủ Đức có giá từ 20 đến 25 triệu đồng một mét vuông. Đến nay, giá thấp nhất cũng rơi vào khoảng 50 đến 60 triệu đồng một mét vuông, là mức giá không còn dễ tìm kiếm. Bình Dương vốn có lợi thế sát vách thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt khu vực Dĩ An nằm liền kề thành phố Thủ Đức, nên nhiều năm qua nhận được sự quan tâm tích cực của người mua thực lẫn nhà đầu tư. Tiến sĩ Sử Ngọc Khương, giám đốc cấp cao Savills Việt Nam từng nhấn mạnh, Bình Dương đang có khá nhiều dự án căn hộ, song với mức phát triển kinh tế xã hội của tỉnh này thì nhu cầu nhà ở vẫn rất cao vì công việc làm ngày càng nhiều. Theo tiến sĩ Khương, các dự án căn hộ mức giá 1,5 đến 3 tỷ đồng một căn tại Bình Dương vẫn là dòng sản phẩm được người mua ở thực hấp thụ tốt và nhà đầu tư gạo cội săn đón. Chuyên gia Savills cho rằng, xét về cơ sở hạ tầng và bài toán công ăn việc làm cũng như tiện ích cộng đồng bao gồm trường học, bệnh viện và các cơ sở y tế thì Bình Dương đang đáp ứng rất tốt và sẽ ngày càng hoàn thiện trong những năm tới. Đây là những yếu tố bản lề để thúc đẩy thị trường bất động sản, thu hút nhà đầu tư và di dân cơ học. Giới đầu tư địa ốc cũng kỳ vọng việc được phê duyệt Bình Dương thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ là động lực phát triển kinh tế xã hội mà còn tạo cơ hội cho bất động sản Bình Dương tăng trưởng, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị nơi đây. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa cơ hội về quy hoạch, các chủ đầu tư phải có kế hoạch và chiến lược phù hợp với các dự án. Ngoài giá thì câu chuyện pháp lý, chất lượng dự án phải đảm bảo,
Đồng thời, chính quyền cũng cần đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ và quản lý chặt chẽ để đảm bảo sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản Bình Dương trong tương lai. Nếu chọn thành phố Hồ Chí Minh hay Bình Dương để an cư và đầu tư, bạn sẽ lựa chọn khu vực hay dự án bất động sản nào để xuống tiền? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Và nếu bạn còn đang phân vân, đừng ngần ngại nhấp vào link đăng ký tại phần bình luận để nhận thông tin tư vấn từ chủ đầu tư nhé. Bạn là môi giới hay chính chủ đang muốn bán hoặc cho thuê nhà? Đừng bỏ lỡ cơ hội vàng để tiếp cận đúng đối tượng khách hàng mục tiêu. Chỉ với 21.600 đồng, bạn có thể đăng tin lên 3 nền tảng của CafeLand, giúp thông tin của bạn tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả đến người mua hoặc thuê nhà tiềm năng. Còn chần chờ gì nữa, hãy chọn ngay gói đăng tin phù hợp tại shop CafeLand dưới video này để nâng cao cơ hội giao dịch thành công. Mua gói đăng tin CafeLand, bán nhà thần tốc.